Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi đã bị mục nát, quần áo các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten xét, và ten xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại.